Xin chào các em, chúng ta sang bài một số ID là 001 Bài toán này là bài toán liên quan đến tìm công thức của hợp chất khi biết mối quan hệ giữa các hạt cơ bản Và Bài toán này là bài toán được gọi là bài toán khó, mất thời gian Vì thế các em phải rèn luyện, chúng ta mới có khả năng xử lý tốt được Việc đầu tiên là các em hãy gọi PNE, P1, N1, E1 là các hạt của nguyên tử M P2, N2 và E2 là các hạt của nguyên tử X. Ý. Đó. Sau đó các em lập hệ. Lập hệ ở đây thầy có như thế nào? Thứ nhất là người ta xét trong phân tử MX3 này tổng các hạt là 196. Như vậy thầy có phương trình số 1. Thầy có là P1 cộng N1 cộng E1 đây là của nguyên tử M. Nguyên tử X có 3 nguyên tử và nhân 3 lên. P2 cộng n2 cộng e2 của thầy sẽ bằng con số là 196. Phương trình số 2, người ta nói rằng là số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 60 nhưng vẫn xét trong phân tử mx3. Vì thế số hạt mang điện của thầy sẽ là p1 cộng e1 cộng 3p2 cộng 3e2 trừ đi hạt không mang điện là n1 cộng 3n2 bằng 60. Tiếp tục khối lượng nguyên tử của x lớn hơn của m Lúc này người ta có là phương trình thứ ba X của thầy khối lượng nguyên tử của nó chính là nguyên tử khối Nguyên tử khối thì gần bằng một số khối Như vậy thầy có là P2 cộng N2 chính là của x Trừ đi của m là P1 cộng N1 Kết quả là bằng 8 Phương trình thứ ba là phương trình tổng hạt PNE trong x trừ X trừ của thầy thì có tổng các hạt cơ bản Thầy có là P2 cộng N2 cộng E2 Nhưng vì ở đây mới chỉ là nguyên tử thôi Nếu muốn là ion X trừ Các em phải nhận thêm một E nữa Cộng 1 Đó Trừ đi Cái gì nữa à, Trong M3 cộng Vậy là P1 cộng N1 cộng E1 Trừ đi 3 Kết quả là bằng 16 Như vậy Các em luôn có là P1 bằng với E1 và P2 bằng với E2 từ cái hệ này các em ghép tức là ghép P với P và N với N thì các em có cái hệ rất là gọn gàng như sau để các em hình dung thứ nhất P với P thì thầy có là 2P1 đó cộng với ở đây thầy có là 6P2 6P2 ghép N với N vào thì N1 cộng 3N2 đó bằng 196 Tương tự với phương trình thứ hai cũng vậy Thầy ghép vào thầy có là gì à, Ở đây thầy có là MP, M1 cộng với P1 Như vậy Cộng với lại Vậy thầy có là 2P1 Cộng với 6P2 Đó Trừ đi N1 cộng với lại 3N2 Thì bằng 60 Tương tự với phương trình 3 và 4 cũng vậy thầy có là P2 trừ P1 cộng với N2 trừ N1 thì bằng 8. Phương trình 4 thầy có là 2P2 2P2 trừ đi 2P1. Đó. Tiếp theo cái gì nữa? Ở đây thầy có là cộng với lại N2 trừ N1 kem gom hết nó vào. Gom P với P vào với nhau và N với N vào với nhau thì bằng 16 16 mà ở đây thầy có là trừ đi 4 như vậy là bằng 12. Sau đó các em sẽ xử lý coi cả cái n1 và 3n2 là một ẩn, coi cả p1 2p1 với lại 6p2 là một ẩn và các em dễ dàng giải hệ để tìm ra được p1 bằng và p2 bằng. P1 các em tìm ra bằng 13. P2 các em tìm ra bằng 17. Thì 73 là nguyên tố nhôm. 17 là nguyên tố clo và đáp án thầy có là đáp án D. đó. Thế thì một số bạn xử lý cái phần này các bạn thấy rằng là nó rất là nhiều ẩn. Vì thế có những bạn bạn xử lý kiểu khác và thầy hướng dẫn các bạn cách đó để các bạn có thể dùng thủ đoạn được. ở bài toán này dấu hiệu đầu tiên là các em nhìn thấy xuất hiện hai lần tổng p1 cộng với p2, à, gọi p1 cộng n1 cộng e1, p2 cộng n2 cộng e2 như vậy thầy chỉ cần sử dụng là Phương trình số 1 Phương trình số 1 xuất hiện tổng này Phương trình số 4 xuất hiện tổng này Đó, chỉ cần dùng hai phương trình 1 và 4 này là thầy xử lý được Với điều kiện cách 2 nhé Đặt A của thầy là bằng P1 Cộng N1 Cộng E1 Và B của thầy bằng P2 Cộng N2 Cộng E2 Như vậy thầy lập phương trình với hai ẩn số A và B thôi Kết quả thầy có như sau Với phương trình số 1 Thầy có A cộng 3B thì bằng 196 Với phương trình số 4 thì thầy sẽ có là gì đây à, B B trừ đi A Đó thì bằng con số là 12 Như vậy giải hệ ra Ken tìm ra A bằng và B bằng bạn nhập luôn thầy luôn để thầy xem là bằng bao nhiêu 5 này thầy có là 1 này 3 này 196 này một này 3 này, 196 này, ok, trừ 1 này, 1 này, 12 bằng 40, a bằng 40. 40 thì viết thế này nhá, hết là 40, ok. B bằng 52. 52. À thầy cố tình tìm đặt a là tổng, b là tổng để thầy đưa về một cái bài toán là tìm tên nguyên tố khi biết tổng ba hạt cơ bản. Thằng này của thầy là bằng 40, vậy thầy tìm ra p bằng cách lấy phần nguyên chia 3. B1 sẽ bằng phần nguyên của 40 chia 3, chắc chắn là bằng 13 rồi. OK, đó rất là ngắn. Thế còn tiếp theo nữa là B của thầy tìm bằng cách nào? Thầy tìm P2, P2 của thầy ở đây tổng của nó bằng 52, thầy lấy 52 chia 3, vậy P2 bằng phần nguyên của 52 chia 3, kết quả phần nguyên của nó là 17. 17 thì suy ra nó là nguyên tố cờ lo. Đó. Thế thì cách số 2 này thầy thấy nó ngắn hơn rất là nhiều và xử lý rất linh hoạt và áp dụng để áp dụng cách số 2 thì các em phải nhớ hộ thầy là nó phải xuất hiện hai lần tổng P1 cộng E1 cộng N1 và P2 cộng N2 cộng E2 thì chúng ta mới áp dụng được và nó ngắn gọn được. Còn không chúng ta bắt buộc phải giải theo kiểu số 1 này, cách số 1 này. Mặc dù là dài nhưng các em vẫn phải tìm ra P1 và P2 nhé. Đấy, cách đơn giản nhất là các em sử dụng giải hệ phương trình tìm ra P1 và P2.